Hả? Nay có phải về nấu cơm cho vợ không đấy? Không, thức ăn hôm qua vẫn còn. Ai? Vừa nhận lương đi làm cốc bia. Đi, bên kia có quán mới mở, uống 3 tặng 1. Đi không? Thôi, hồi này đang kiêng để kiếm thằng cu. Đi uống vài vại, có tí men vào, về lại còn sung hơn đấy chứ. Con vợ tao nó thính lắm, phải đi uống bia về mà không có mùi cơ thì mới được. Nó mà ngửi thấy mùi, nó băm tao ra làm chả lá lốt đi. Ờ nhờ. Nói cũng kinh kinh. May vợ tao nó còn hiền ấy. Đi uống bia về chỉ cần quỳ từ cửa vào đến nhà là ok. Tưởng thế nào? Cũng sợ vợ như tao à? Ê, vợ mình này chả sợ, sợ ai? Cũng đúng. Mà nhá, anh em mình đang sẵn lương ở đây, cất một ít đi uống bia dần, còn lại về đưa cho hai mụ vợ, bảo tiền lương tháng này chỉ được có thế thôi. Hai mụ vợ thấy tiền là trắng mắt ra mà. Thế nhưng mà tao sợ lộ lắm. Con vợ tao á, kinh khủng lắm. Nó cứ như thám tử ấy. Người bình thường á, người ta chỉ có 5 giác quan thôi. Người nào giỏi lắm thì 6. Đây con vợ tao nhá, nó có cả giác quan thứ 7. Có những hôm nhá, nó có cả giác quan chủ nhật luôn cơ. Ủa ơi, thế thì mày đen quá nhở. Mà thôi, đi uống bia đã về rồi tính. Vợ chứ không phải cai ngục đâu mà xoắn hết cả quẩy lên nè. Đi. Đây, cái quán mới này cho uống cái bia gì như bia ấy nhỉ? Bia uống say phết nhá. Tao nói mày biết nhá, chỉ có vài năm nữa thôi, loài người ấy lên tất sao hỏa ở. Tôi là tôi thích loài người lên mặt trăng hơn. Lên mặt trăng còn gặp cái hằng như lệ. Thằng nào? À, cái hằng người yêu cũ ông đấy à? Không, cái hằng ấy. Hằng nào? Cái hằng ai? Láo. Chị Hằng lại dám gọi là cái hằng. Bố lao tuyệt. Vạ phát mồm. Gọi thế nào cũng được. Đi. Ui. Gì đấy? Con vợ tao. Con vợ tao rồi. Bình tĩnh. Bây giờ nhá, mày đứng trước mặt nó, mày nín thở là nó không ngửi thấy mùi bia. Đúng không? Ờ. Thế nhưng mà không thở để chết à? Thì tao vẫn nghe mày. Thì tao sẽ đi xa xa nó ra. Đi về đi. À, đứng đi, đứng thẳng lên. Nhung à, quét sân này em. Anh về nhá. Vâng, em chào anh ạ. Vâng ạ. Vậy anh đi vào tắm đi. Em bật bình nước nóng được 20 phút rồi. Nhớ phải tắt cầu dao trước khi tắm đi nhá. Ờ, được rồi. Thì xong em nghỉ đi. Còn việc gì để anh làm cho nhá. Sao hôm nay ngọt thế? Hôm nào anh cũng ngọt mà. Thôi, anh đi tắm đây. Vâng. Nó ạ. À, đúng là cơm vợ nấu là nhất. À. Anh, hôm nay là mùng 5 ý, anh có lương rồi chứ? Có rồi. Anh vẫn để ngăn nắp ở đây để đưa cho vợ đây. Sao tháng này có vẻ hơi ít đi nhở? Thì tháng này anh có tăng cao hôm nào đâu. Mà thế thôi, tháng nhiều tháng ít là chuyện bình thường mà. Anh có giấu quỹ đen không đấy? Anh không. Ở nhà ấy, có mỗi quỹ em mới như lấy đâu ra quỹ đen. Có thật không đấy? Anh thà. Được rồi, em tạm tin thôi nhá. Em mà biết giấu quỹ đen á, biết tẩy về. Chứ còn gì nữa. Thôi, vợ cất đi. Lên phòng anh cho xem cái này. Xem cái gì? Gì? Xem cái này. Lại đen tối rồi nhá. Đi. Ôi ơi, vẫn còn mùi bia. Thế này có chết không chứ lị? Ơ, anh. Sao nằm quay lưng vào em thế? Không ôm em à? Chắc chắn em rồi chứ gì. À,
À không, anh bị cúm quá, hắt hơi từ chiều đến giờ còn nít mũi nữa. Đấy, em thấy chưa? Anh sợ lây em nên anh mới phải quay vào tường đấy. Anh không có ý gì đâu. Ơ, thế anh cúm sao bảo em mua thuốc cho? À không, không sao. Mai mua cũng được. Em cứ ngủ đi, ngủ ngoan nhá. Mai khỏi cúm anh ôm nhá. Anh thương. Vâng. Vừa được tiếng thương vợ lại còn không bị lộ uống bia. Hiếu ơi, sao mày thông minh thế hả Hiếu? Tí toan. Ê! Ê! Bia chứ? Chứ còn gì nữa? Tưởng to thế cơ mà. Mà này, ta bảo nhá, hay anh em mình cất hết đi, đừng đưa cho hai mụ vợ nữa. Cất để còn uống bia dần. Hôm qua vừa đưa tiền lương rồi cơ mà. Ừ, đúng. Chả cất mà sếp tưởng mình như tưởng vợ đâu mà. Ừ, đúng không? Rõ ràng. Thế nhưng mà hơi khó. Nếu mà cất thì phải cất tuyệt kỹ vào, chứ không là bị phát hiện là chết đấy. Thế thì mình cất mỗi chỗ ít, xong rồi tiêu dần. Giấu những cái nơi mà người ta bảo là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất đi. Đúng luôn. Thôi tiêu biệt ạ. Ê, ê. Lại làm vài vại nữa. Rõ ràng. Ôi trời trời. Ôi trời trời. Thế không biết khi nào cái quán bia nó mới hết khuyến mại cho anh em mình thôi nhở. Uống say quá, hôm nay uống nhiều quá mày ạ. Ăn cái này vào nó có át được mùi không nữa nhỉ? Được chứ. Tao vẫn dùng cái này. Cả mày cũng phải thế nhá. Mà đứng xa vợ ra, không nó ngửi thấy là chết đấy, mũi thính lắm. Rồi, tốt. Toàn mùi bia thôi. Hả? À, toàn mùi kẹo thôi. Tốt. Về đây. Tao về đây. Mày về trước đây. Vợ, anh về rồi. Hôm nay về hơi muộn đấy nhá. Mà đi vào tắm giặt đi để ăn cơm. Tuân lệnh vợ. Hồi hộp như gỡ bom. Tiền ơi. Chị Nhung à? Thảo à? Cơm cháo gì chưa? Em vừa nấu xong, em sang hỏi chị cái này. Thế à? Thế ngồi đây, hỏi cái gì? Ngồi đây rồi à? Ôi trời ơi. Chuyện gì? Anh Hoàng nhà chị á, đi làm về có kêu mệt, có đi ngủ sớm không? Không, vẫn bình thường, vừa đi vào tắm đây. Anh Hiếu nhà em á, đi làm về kêu mệt, đi ngủ luôn. Hình như là vừa đi uống bia về sao ấy. Chị kiểm tra xem có phải anh Hoàng và anh Hiếu vừa đi uống bia với nhau không? Ừ, để chị xem. Hồi này hai ông này á, cứ thậm thà thậm thụt thôi. Chị em mình phải để ý á, không là hư ngay. Đúng thật là đợt này chị hơi lỏng lẻo cái khâu quản lý thật. Không cẩn thận á, lại còn đem tiền cho gái đấy chứ. Thôi được rồi, cảnh giác là tốt. Thì cứ về đi xong chị điều tra cho, có gì chị báo nhá. Vâng, thì em về nhá. Cái ông này, bình thường về thấy vợ tíu ta tíu tít, la vào ôm hôn. Mấy hôm nay cứ lảng lảng nhìn thấy mình ý, không ấy lại còn đi vòng vòng đi rất xa nhá, chắc chắn là đang giấu cái gì rồi. Thế thì tội lươn khươn à? Thế thì bà. Vợ quét sân xong rồi à? Anh hơi mệt cho nên là vẫn chưa tắm được. Tí anh tắm. Tí nữa vợ cọ lưng cho anh nhá. Em hỏi anh, hôm nay tan làm anh có đi đâu xong rồi mới về nhà không? Không. Anh làm xong anh về luôn mà. Anh với thằng Hiếu còn bảo nhau làm cái gì nhỉ? À, bảo nhau là làm xong phải về luôn, không thì cả nhớ vợ. Em cho anh cơ hội cuối cùng. Khai thật. Đi đâu xong mới về nhà? Anh về luôn mà. Anh thề. Đưa tay đây. Đi làm về nhà không ôm vợ,
cứ lảng lảng ra chỗ khác. Thứ nhất là đang giấu cái gì trong người. Thứ hai là sợ vợ gửi thấy cái mùi gì. Mà em ý thì em lại nghiêng về phương án 2 hơn. Tại vì gần đây nghe đâu là trước cổng công ty có quán bia mới mở, lại còn có cả chương trình khuyến mại uống 3 tặng 1 với giá là 8.000 một cốc nhỉ. Sao em biết được? Tại sao em biết á? Tại vì em là vợ anh đấy. Cái đấy thì chả nói lên cái vấn đề gì cả. Anh đi làm nắng nóng về anh sợ người bẩn thì anh phải tắm thôi, mình dám ôm vợ chứ. Đưa tay đây. Không. Đưa tay đây. Vợ lấy tay anh làm gì? Anh vừa đi vệ sinh xong chưa rửa đâu. Chưa rửa à? Mai kiểm tra. Em ngửi tay anh ấy, tại vì anh đi uống bia chắc chắn là sẽ ăn mực. Mà ăn mực thì phải dùng tay xé, đúng không? Kiểu gì cho có mùi mực. Mà không ấy là chắc chắn có mùi lạ. Quán bia làm sao thiếu được hai cái đấy. À, chả là hôm nay trên công ty anh, ông đồng nghiệp có đứa cháu đi du lịch mới về, có ít mực Nha Trang, ngon thơm thôi rồi luôn. Anh nhúng anh ăn vài con. Vẫn còn cái. Ôi, để mà để lắm mới ăn đấy. Để mang kiểm trả túi nhá. Có gì đâu. À, hóa đơn thanh toán à? Có đen cho anh. Với thói quen là thanh toán xong nhét hóa đơn vào túi. Anh này. Đâu. Sau khi sâu chỗ lại tất cả các sự việc nhé, tôi kết luận anh với anh Hiếu sau khi ta làm không về nhà rủ nhau đi uống bia, về đến cổng nhà bàn nhau kế sách đối phó với anh làm sao? Nói gì nào, anh muốn nói gì nữa không? Tôi nói đúng quá rồi còn gì nữa. Anh xin lỗi vợ, tại mấy hôm nay trời nóng anh thèm quá cho nên là anh chốt dại. Vợ tha cho anh nhá. Tiền lương của anh hàng tháng là 8 triệu. Tháng này anh đưa cho tôi có 6 triệu. Anh bảo là anh không tăng ca, rồi là không làm thêm, nên là lương thấp. Anh nghe nó có lọt tai, nó có hợp lý không? Có, hợp lý mà. À, thế à? Thế thì em lại tính cho anh nghe nhá. Đúng ra là anh phải đưa cho em 7 triệu chứ không phải là 6 triệu. Thì cứ cho là anh không tăng ca, anh không làm thêm. Nhưng mà công chuẩn của anh là 26 công, nhân lên thì còn 7 triệu chứ lại còn 6 triệu. Kết luận, dấu quỹ đen. Vợ cho anh xin phép được khai. Chồng cứ nói đi ạ. Anh xin lỗi vợ, anh đưa cho vợ hết. Anh, để anh đưa cho vợ hết nhá. Đây, chỗ này là đủ 7 triệu nhá. Tốt. Chồng còn giấu tiền ở đâu nữa không? Vợ cho chồng cơ hội cuối đấy. Anh không. Lương 7 triệu, 26 công anh đưa tất cho em rồi đấy thầy. Còn đồng nào nữa đâu. Thế là đủ rồi à? Ừ. Hôm trước chồng đưa cho vợ 6 triệu, hôm nay 1 triệu nữa là 7 triệu. Tức là không còn đồng nào trong người. Không còn đồng nào trong người làm sao đi uống bia được nhỉ? Ai ơi, hóa đơn uống bia này thanh toán tận 800.000. Hai ông mà uống khỏe thế nhỉ? Thế thì chắc chắn là anh phải có một khoản ở đâu đây nữa nhá. Theo như vợ biết, chắc chắn là thưởng nóng. Kết luận lại á, là sau khi anh lấy lương đã tính giữ lại một phần để đi uống bia. Bất ngờ hôm sau lại được thêm thưởng nóng nữa, thế lại giữ tiếp để đi uống bia. Còn gì để chối cãi không? Anh không. Thế giấu tiền đâu mà hết rồi đây. Nhanh. À, xa tít chân trời gần ngay trước mắt là nhanh cái tay lên. À, giỏi quá rồi. Còn nữa không? Không. Còn nữa không? Còn. Mang đi. Giấu từng nghìn một. Móc lịch đợi ngày à? Còn đỡ không? Hết rồi.
Vợ hỏi là còn nước không? Hết rồi. Lấy ra đây. Nhanh lên. Nhanh như cái lúc giấu tiền á. Đi ra, đi. Ôi vợ ơi, vợ ơi. Anh dám giấu quỹ đen à hả? Một mình tôi chi tiêu lo cho cái gia đình này mà anh dám giấu giếm tiêu một mình à? Đã thế nhá, anh ở ngoài luôn đi. Vợ ơi, ui anh xin vợ ơi, anh chưa rồi. Vợ ơi, anh xin rồi. Ôi trời ơi, vợ ơi. Ôi trời ơi, dễ đuổi anh ra khỏi nhà thế này. Ôi trời, anh chưa rồi mà vợ ơi. Ai, mày cũng bị đuổi rồi à? Ôi trời đến cổ cái thân tao. Ôi trời. À, mày có làm cái bài cuối tao bảo không? À, có. Ôi, anh nói bé tôi chứ tao. Tao nhét mãi ở trong xô trong vỏ gối đây này. Vợ tao lục tất. Cái gối này là của vợ tao thì vợ tao không lục. Tất. Tao bảo rồi, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Đấy, tay vừa ôm cái gối vừa tỏ ra thương hại. Vợ ơi, vợ có đuổi anh ra ngoài thì cho anh xin cái gối của vợ. Không cả ra ngoài, anh thiếu hơi em, anh không ngủ được vợ ạ. Đấy. Công nhận. Nói xong câu này á, vợ tao mặt giãn ra, cảm giác nó sướng. Sao nó vẫn đuổi ra đây? Gì mà thôi, giờ này quan tâm đếch gì nữa. Lấy tiền trong này đi uống bia tiếp nhở. Lấy luôn. Tao để vào đây hơi bị nhiều á. Mày tìm của tao đi, để tao tìm chỗ mày ra mà. Vợ ơi. Anh đi làm đây. Ôi, vừa mã người ta đâu chết đi được. Muốn chết không? Anh xin lỗi vợ. Anh nhỡ tay ấy mà, nhỡ tay. Nhỡ tay? Có mà định trả thù người ta vụ quỹ đẻ hôm trước. Ơ, đâu có. Ai bảo vợ thế đấy. Thôi, anh đi làm đây nhá. Vâng, đi cẩn thận nhá. Ừ, vợ nhà ngoan nhá. Làm đi Hoàng đi. Đi. Đi chậm thôi. Đi gì mà nhanh thế? Anh đi làm đây. Ừ. Ngồi đây chị bảo. Thế thế nào rồi? Kiểm tra hết quỹ đèn của ông Hiếu chưa? Còn không? Ừ, không có chị ạ. Tốt. Như thế là tốt đấy. Chứ mấy ông ấy á, cứ để tiền trong người sinh hư ra. Như ông Hoàng nhà chị cả, mỗi ngày á, chị cho 50.000 để phòng thân và uống cà phê thôi. 50.000 thì phòng thân kiểu gì chị? Phòng thân ở đây á, là phòng thân khi mà nhỡ có đau đầu, đau bụng thì có tiền mới đi mua thuốc. Chứ tầm 100.000 hay hơn á, lại đem tiền đi cho gái chứ làm gì đâu. 100.000 thì làm sao mà cho gái được chị? Có thể trả được thì không à? 100.000 trả được gần 2 cốc trà sữa. Trà sữa bao gái còn gì nữa. Em suy nghĩ thế là hơi lỏng lẻo đấy nhá. Thế mai em phải cắt giảm mới được. Chứ em toàn cho anh Hiếu nhà em á, 100.000 thôi. Mà kể ra cũng đúng chị nhở. 100.000 mỗi ngày sẽ mua được một cốc trà sữa và một cái bánh ngọt cho gái. Chết. Em phải cắt giảm ngay mới được. Chứ còn gì nữa. Hai ông ấy cần tiền làm gì đâu. Như chị em mình ở nhà, tiền trọ rồi là tiền điện, tiền nước, tiền ma chay. Cứ hỏi rồi tiền ông bà hai bên, các thứ tiền. Hỏi chị em mình hết. Thì mới cần tiền chứ các ông ấy cần tiền làm gì. Vâng. Đấy, hai cái ông ấy, sáng cơm nhà, trưa cơm nhà, tối cơm nhà. Xe thì vợ đổ xăng cho, điện thoại thì trả sau, vợ cũng thanh toán. Thì hỏi tiền làm gì. Chị ạ, là chị còn tính cắt giảm nữa cơ. Vì 50.000 vẫn có khả năng cho gái. 50.000 thì cho gái kiểu gì? Bình thường cốc cà phê ở ngoài là 50.000 đúng không? Thế nhưng mà cà phê công sở thì có 20.000 thôi. Thì còn 30.000 là vẫn mua được 3 bông hoa hồng tặng cho gái. Ôi, chị tính kinh thật đấy. Em phải học hỏi chị mới được. Được, khổ thân. Còn trẻ mà lấy chồng rõ sớm. Có gì không biết, bảo chị chỉ cho. Chị em mình phải chung tay cùng nhau lập nên kỷ cương gia đình. Vâng. Thế chứ. Thảo ơi. Dạ. Chị ngửi thấy cái mùi nó khét khét ấy. Em cũng ngửi thấy. Mà cái mùi này nhá, không phải mùi đốt rác hay là mùi lá cây đâu. Như mùi thịt ạ. Hình như như kiểu mùi mùi giềng cháy ấy. Có cả tương nữa. Tương à? Ui tôi chết rồi. Ui. Nồi cá kho của em. Em về đã nhá. Tí sang buôn tiếp.
mươi nghìn vẫn có thể cho gái được. Liệu từ mai mình có nên cắt giảm hết, không cho đồng nào, rồi pha sẵn cà phê ở nhà cho lão Cẩm đi làm không nhỉ? Em mới vào làm, có gì các anh bảo em với nhá. Ừ, đương nhiên rồi. Người xinh đẹp như em, anh phải bảo nhiệt tình, bảo mạnh, bảo tới tấp chứ. Vâng ạ, được thế thì tốt quá. Mà anh ơi, em mới đến đây, các anh có biết có quán cà phê nào không? Chỉ cho em ấy. Ôi giời, có luôn. Tưởng gì chứ, cà phê á, em cứ ra chỗ ngõ 6 đường Bà Triệu ấy, là ở đấy cà phê ngon cực kỳ luôn. Đường Bà Triệu đi như thế nào anh ạ? Em không biết đường. Thế thì để bọn anh mời em đi uống luôn, xong rồi từ sau cứ thế mà đến nhá. Này, tiền đâu ra? Vợ tao cho có 50, chiều uống cà phê 20 rồi, còn mỗi 30 là sao mời được. Yên tâm, 30 là đủ uống một cốc hoa quả dầm rồi. Mày thiếu gì? Tao có, tao còn 80 cơ mà. Thế được, thế đi luôn nhá. Để hai thằng anh mời em ly cà phê cho tình đồng nghiệp nó xe khít. Xe khít để tao dùng cho phụ khoa thôi. À nhầm, khăng khít. Hai anh thân thiện thật đấy. Em chuyển nhiều chỗ làm rồi nhưng chẳng có ai thân thiện như hai anh đâu. Mong là ba chúng ta sẽ càng ngày càng gắn bó với nhau hơn. Em phải tiếp xúc với bọn anh nhiều vào, bọn anh còn nhiều cái hay lắm. Hai anh vui tính thật đấy. Mà đi thôi. Đi. Ui, thân thiết thế nhở. Từ lúc lấy vợ đến bây giờ, lần đầu tiên tôi được chạm vào người phụ nữ khác mày ạ. Bùn rủn hết chân tay ạ. Anh ơi, thịt bò anh muốn xào giá hay là cần tỏi? À, vợ cứ xào giá cho nó bổ thận vợ nhá. Vâng. Ê, kinh đấy, nơi ăn thịt bò à? Sai. Vào đây, mày kết bạn Facebook với em Ngọc chưa? Kết rồi, tao kết bạn cả Zalo rồi cơ. Ôi dồi ôi, nói bé tôi, con vợ tao với con vợ mày đang nấu ăn trong nhà, nó nghe thấy, nó thiến đấy. Tao không nói, mày không nói, gì ai làm sao mà biết được. Nhưng mà công nhận, em Ngọc này vừa nhẹ nhàng lại còn hiền ơi là hiền ấy, nói câu nào là câu đấy ngọt lịm. Rồi, ấy nó phải thế này cơ mà. Thả tim đi. Ui, thả rồi. Ui, xem tiếp. Ui giời, đúng là con gái nhà người ta mày. Con vợ tao dạo này nó cứ thế nào ấy Hoàng ạ? Bình thường ngày cho tao hẳn 100,000, mà bây giờ mỗi ngày giảm xuống còn có 50. Thế là chỉ dám uống mỗi cốc cà phê buổi chiều, còn 30 chả dám tiêu, sợ đi đường thủng xăm không có tiền vá. Thế à? Biết ngay mày. Con vợ tao chuyên gia nói chuyện con vợ mày, mách nhau mấy cái chiêu quái thai để nạt anh em mình đấy. Thế làm nào để có tiền đi chứ? Kể dạ nhục, phải ngửa tay ra xin chính những cái đồng tiền do mình làm ra. Này, hay là mình nói với hai mụ vợ là phòng mình có bố của ông nào đấy mất, xong thì tự dưng được ngay 5 lít. Bố ai được nhỉ? Bố của ông Trung đi. Đằng nào thì hai mụ vợ đấy cũng biết ông Trung, mà bố ông Trung thì mất rồi. Ờ nhờ. Hợp lý đấy. Ồ, có tin nhắn. Anh đang làm gì đây? Ăn cơm chưa? Mày ơi, chủ động nhắn tin cho tao mày ạ. Chắc thì tao đẹp trai quá, thích tao rồi. Ngon, sướng nhá. Im để nhắn lại. Nhắn đi. Anh cũng nhớ em, đang định nhắn tin cho em mà em lại nhắn trước rồi. Gửi. Mà này, hoa thơm thì mỗi thằng ngửi tí nhá, đừng có hưởng mình đấy. Biết rồi, tao sẽ không bao giờ quên phần mày đâu. Dạ vâng. Anh vào ngay đây. Này, nhắn tin với gái thì đổi mật khẩu đi nhá. Vợ mày nó mở ra nó đọc được, nó oánh nó dập đầu đấy. Nhớ chưa? Tao đổi luôn. Thôi, tao vào ăn cơm đây nhá. Ôi vợ ơi, thịt bò sao nó cần được, sao giá được chưa nhỉ? Nhà xe bé như cái kẹo. Đang vội quẹt ngay vào cái cổng, sước ngay. Ôi, em Ngọc kìa, mày ra xem em mới đợi ai đi. Tao về trước đây, vợ tao nó đang đợi, nhà ngoại hôm nay có dỗ. Thế vào trước đi. Sướng mày nhá. Sướng cái gì? Thôi tao đi trước đây. Đi. À.
Ơ, Ngọc, em vẫn chưa về à? Đứng đây đợi ai đấy? Em đợi xe ôm, đợi mãi chẳng thấy. Thôi, đợi xe ôm làm gì? Lên đây anh đèo về. Có tiện không ạ? Tiện quá ấy chứ, nhà anh với em cùng đường mà. Thế may quá, anh cho em đi về với nhá. Lên xe, anh đèo về. Nào. Anh ơi, đây đây, nhà em đây rồi. Ui. Nhà em ở đây à? Cứ tưởng ở đâu xa xôi. Ở đây thì cách nhà anh có chưa được một cây. Ơ, à, thế ạ? Thế từ mai anh cho em đi nhờ với. Nhiều hôm gọi xe á, chẳng có, bất tiện lắm. Muộn cả làm ý. Được luôn, ngày nào anh chả đi làm một mình qua đây. Thế từ mai anh cứ qua đây đón em. Em đợi sẵn ạ. Thế chào anh nhá, em vào nhà đây ạ. Ôi dồi ôi, nhìn cái dáng kìa. Anh về nhá. Chào em cô gái ngon lành, có mái tóc thơm như mùi hoa, có làn da như quả trứng gà, là. Anh về rồi. Này có gì mà anh vui ấy? Không, có gì đâu. Anh về anh thấy vợ anh thì anh vui thôi. Nào, cho anh ôm cái nhá. Ôi, vợ ơi, có nước chưa để anh và anh tắm cái, hôm nay người anh dính quá. Nước em bật sẵn rồi đấy, anh đi tắm đi. Thì anh và anh tắm nhá. Đổi mật khẩu máy nhở? Có mùi gì lạ thế nhở? Đây đâu phải mùi của mình. Mình có dùng nước hoa đâu. À, tóc à? Để xem lần này anh có gì để chối cãi không? Xem cái nào. Úi giời, đúng là ngọt ngọt ngào khác. Ngọt thế chứ nệ. Vợ à? Chồng à, không biết làm sao cái đợt này vợ mỏi cổ mỏi vai quá. Chồng đi ra ngoài mua cho vợ lọ sọc gió nhá. Ôi tôi chết, lại mỏi cổ à? Thế để chồng đi mua cho nhá. Đây, tiền đây. Chồng đi mua đi. Mà tiện thì đổ xăng luôn nhá. Vợ thấy hình như xe sắp hết xăng hay sao ấy. Còn thừa thì cho chồng đấy. Chồng xin nhá. Chồng đi đây. Giỏi lắm, dám xóa hết tin nhắn. Nhưng rất tiếc cho anh, chiếc điện thoại này không nghe lời anh rồi. Chỉ cần dí và giữ vào biểu tượng sẽ hiện ra người mà anh hay nhắn tin nhất. Hiện ra rồi này. Tin nhắn Hiếu Vĩnh Yên thì vẫn còn trong mét, còn lại thì Bích Ngọc ngọt ngào thì đã biến mất.
hai cái thằng trẻ trọng ơn. Anh nhặt được sợi tóc trong áo anh Hiếu. Đâu, mang chị xem nào. Hỏi kỹ thế. À. Chị cũng thấy một sợi trong áo ông Hòa. Cùng một loại. Chắc chắn là cùng một người. Là sao chị? Thì là cái người này này, cùng chỗ làm với ông Hiếu, với lại ông Hoàng, cùng công ty. Không biết là mụ ta đã có ý đồ gì chưa, nhưng mà ông Hiếu, ông Hoàng chắc chắn là có ý đồ xấu rồi. Em đã giảm một ngày xuống còn 50.000 như chị bảo, thế mà vẫn ra nông nỗi này. Có chết em không chứ lệ? Chị điều tra rồi, với ông Hoàng nhà chị ấy, thì có nhắn tin qua lại, rồi là thả tim ảnh nhau. Còn ông Hiếu bỏ khen xinh không sót ảnh nào. Thôi chết rồi, em lỏng lẻo quá rồi. Bây giờ làm sao hả chị? Hay là chúng mình đến công ty làm cho ra nhẽ? Không được đánh rắn động cỏ như thế. Bây giờ đến công ty làm ẩm lên, ảnh hưởng đến công việc. Ảnh hưởng công việc thì ảnh hưởng đến hai ông đấy. Mà ảnh hưởng hai ông đấy thì ảnh hưởng đến tiền của chị em mình ấy. Thế bây giờ làm nào chị nhở? Em điên lên mất. Nghe chị bảo này, nhớ chưa? Cô thấy bà làm. Còn này ông Hiếu chết với em. Rồi, cứ đi về đi, về chuẩn bị đi. Mặc đẹp vào nhá. Mặc cần thiết đi mua quần áo mới nhá. Ai? Để mai tao đẹp em Ngọc về cho. Tao thử cái phanh mới phát. Ây giời, mày lại muốn làm ngộ không cõng ai quả núi ấy. Mà này, người đâu mà rõ hiền, chả như vợ mình. Hôm nay tao vèo má Ngọc một cái, kêu rõ là yêu mày ạ. Ây giời, kêu chứ. Ây ôi, anh này, đau em. Ôi giời, nghe nó ngọt đấy. Còn con vợ tao á, tao vèo nó một cái, nó như một con rồ ấy, nó đấm tao lung lay lưng cả răng. Ờ, vợ tao cũng thế, cứ đùa nó một cái, nó cáu ca cáu cẳn như chó cắn ma ấy. Ngấy 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 nhức người. Ui, im mồm. Vợ tao. Vợ, anh về rồi đây. Chào em nhá. Hoàng à? Về nhá. Tao về đây. Anh đi vào đây tôi bảo. Hình như có biến gì rồi. Vào thì đóng cho em cửa nhá. Đóng làm gì? Mở ra cho nó mát. Em bảo đóng cửa vào. Hết mát rồi. Các cụ hay bảo vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau. Nó bảo mình đóng cửa thế này, chắc là định làm gì mình rồi. Vợ bảo anh cái gì? Em hỏi anh có biết là anh sai ở đâu không? Sai cái gì? Cái gì? Tự nhiên chồng vừa đi làm về hỏi sai ở đâu. Nếu mà sai ấy, thì cả đời anh chỉ có đúng một cái sai thôi, chính là không cho con bú hộ em được thôi. Em hỏi lại anh, anh có biết anh mắc lỗi gì, anh sai ở đâu không? Không, anh làm gì có lỗi đâu. Em cho anh 15 giây để suy nghĩ. Một là anh tự nói ra, hai là để em nói ra ấy, thì em sẽ đi ra khỏi cái nhà này, cho anh tự do, anh muốn sống nào thì sống. Chắc bị bắt nội mình thôi, chứ mình nhắn tin nào xóa luôn tin đấy, mật khẩu thay đổi liên tục. Biết bằng niềm tin rồi. Này, cô bỏ ngay cái thói ghen bóng ghen gió đi nhá. Tôi đi làm về mệt bỏ bố là cô cứ hạnh hoẹ. Tôi đi tắm đây. Ở đấy mà suy nghĩ lại xem những hành động của mình đi nhá. Này, cứ bình tĩnh ngồi xuống. Em đã nói anh là lăng nhăng này kia đâu mà anh bảo em là ghen bóng ghen gió. Chúc mừng anh, anh đã hết cơ hội để nói rồi. Bây giờ để em nói cho anh nghe đây này. Thứ nhất, xe của anh chỗ để chân sau từ trước đến nay không có ai ngồi ngoài em ra. Và khi em ngồi, trước khi xuống lúc nào em cũng gấp vào. Nhưng mà tình trạng mấy ngày hôm nay, anh về lúc nào chỗ để chân sau cũng mở ra, tức là anh đã đèo ai đó. Anh... Thứ hai, tóc của em màu xanh đen, còn tóc mà vướng trên áo anh ý thì nó lại là màu đen, thì đó lại là tóc của ai đó.
Tôi hỏng rồi. Thứ ba, em đã vào Facebook của anh để kiểm tra. Tương tác của anh với ai đó là 98%. Nghĩa là hễ người kia có đăng ảnh hoặc cái status nào đấy thì người còn lại vào bình luận hoặc là thả tim. Em, sao em dám vào điện thoại của anh hả? Đấy là quyền riêng tư cơ mà. Quyền riêng tư của anh á? Em chỉ tôn trọng quyền riêng tư của anh khi anh tôn trọng là em. Còn khi anh đã làm điều gì mập mờ sau lưng em rồi ấy, thì anh không có quyền gì đòi hỏi sự tôn trọng cả. Anh không có quyền nói, không quyền lên tiếng và không quyền giải thích. Anh chỉ việc ngồi đây và nghe em nói thôi. Điều cuối cùng em đã làm trên điện thoại của anh, đó là mặc dù anh đã cao tay sau khi nhắn tin xong đã xóa hết tin nhắn, thì em vẫn biết được là anh đã nhắn tin với ai bằng cách nhấn và giữ vào icon tin nhắn sẽ hiện lên người mà anh hay nhắn tin nhất. Em kết luận cô gái đó tên là Lại Thị Bích Ngọc, mới chuyển đến công ty anh. Hàng ngày anh đến đón cô ta đi làm và đưa cô ta về. Nhà cô ấy cách nhà mình khoảng 1 cây số. Anh còn gì để chối cãi không? Anh đương nhiên là không cãi, không nói được gì rồi. Vì vợ anh nói có sai câu nào đâu. Không biết có bỏ về ngoại không? Về đi thì chết. Ơ, vợ, em đi đâu mà ăn mặc trang điểm xinh đẹp thế? Tôi đi chơi, tôi đi hưởng thụ. Việc gì tôi phải nhạ, việc gì tôi phải đầu tắt mặt tối, lo cho chồng, lo cho gia đình chồng. Để rồi chồng tôi đi ra ngoài nhăng nhít với người khác. Anh có giỏi thì anh gọi cô ta về mày làm những việc không tên như tôi đi, xem có bù rủ, có cáu gắt như tôi không. Anh xin lỗi. Xin lỗi á? Anh có làm gì có lỗi đâu mà phải xin. Nãy anh cãi bè cãi mến cơ mà. Thôi, tốt nhất là anh ở nhà nhé. Tôi đi chơi đây, mà tôi về muộn ấy, đừng có gọi. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you say? Vợ ơi! Vợ! Em đi ra ngoài, tránh xa mấy thằng nào lạ ra nhá. Chúng nó chỉ muốn sơ mú em thôi, không yêu em bằng anh đâu. Ôi, Hoàng ơi, vợ tao ăn mặc vào xinh hơn em Ngọc bao nhiêu mày ạ? Vợ tao ăn mặc trang điểm vào xinh hơn Ngọc gấp 5 lần. Mà hai mụ ấy đi đâu ấy nhở? Ủa, nhỡ đi chơi với dài thì sao? Ôi, đúng rồi nhở, dồn theo. Ôi, vợ ơi! Này, hả? Cái vụ hôm trước vợ mày hết giận chưa? Chưa. Vợ tao nó là chúa tù dài nhớ lâu, tao phải chặn tất cả các phương thức liên lạc với Ngọc rồi, thế mà nó vẫn chưa hết giận. Cẳng thế nhở? Vợ tao nó cũng vẫn dỗi, mà mấy này á toàn cho ăn đậu rồi. Ác thật đấy. Ui, ăn nguyên đậu thế á? Khéo thì nền bản đến nơi đấy. Thì thế tao mới bảo nó ác. Ui dồi, kinh, kinh thật đấy. Quả này tao hại đến già. Người ta bảo là cơm thầy, vợ bạn, gái cơ quan, cấm có sai mày động vào cái là buốt hết đầu. Mà đàn ông thấy cái đẹp rung động là đương nhiên, mà mình cũng đã làm gì quá đáng đâu. Biết là thế, nhưng mà đàn bà toàn là cái thứ con cháu của hoạn thư ấy, ghen lồng ghen lộn lên. Chả nhẽ hai anh em mình cứ để bị đàn áp mãi thế này à? Hai mũi liên thủ lại với nhau để đàn áp anh em mình, thì anh em mình cũng phải đoàn kết lại để vùng lên chứ. Ờ, nên thế, phải tìm cách để chống lại chứ làm sao mà cứ bị đàn áp mãi thế này được. Đúng rồi. Nhưng mày có cách gì chưa? Chưa. Nghĩ nhanh được như thế cứ chả khổ đến như bây giờ. Thế thì tao mày cùng nghĩ làm sao mà để hai anh em mình mạnh mẽ, phải cứng rắn lên. Cùng lắm là làm liều vỗ. Làm liều thế nào? Thì nó nói câu nào mình bật câu đấy. Nó mà cứng quá thì mình táng một phát vỡ mồm luôn. Thôi, tay đàn ông là để kiếm tiền, ai đánh vợ thế thì hèn lắm. Mày sợ đái ra quần nói luôn đi lại còn hèn mới chả hạ. Thôi, anh em mình phải từng bước đi lên, từng bước cứng rắn, xong thì mới từng bước giành được sự công bằng, chứ đừng có dùng vũ lực. Thôi được rồi, cứ về đi, xong có gì anh em thống nhất với nhau, bảo nhau sớm. Ừ,
mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ. Ừ. Trâm ơi. Ui giời ơi. Thôi, tao về thay cái quần. Vợ gọi giật mình. Ơi, chồng, chồng, chồng. Tưởng nào, vẫn yếu đuối lắm. Ô. Anh nói xấu gì em mà giật mình ghê thế? Không. Giật mình là bởi vì em bước ra nhẹ quá. Anh không chuẩn bị trước nên mới giật mình. Thôi. Đi vào nhà đã nhá. Đi. Vợ dậy rồi à? Hôm nay được nghỉ, đồ ăn anh để hết trong bếp rồi đấy. Hôm qua vợ đi chơi về muộn, vợ vào ăn đi trông cả đói nhá. Anh có bỏ cái gì vào đấy không đấy? Anh không, anh có bỏ gì vào đấy đâu. Nếu mà có bỏ vào đấy thì anh chỉ bỏ một chút nhung nhớ và một thìa yêu thương thôi. Cái mồm dẻo lắm cơ. Kiểu này á, một tháng em phải đi chơi đêm 30 ngày mới được. Thôi, anh xin. Em dỗi anh thì em mới đi chơi chứ. Bây giờ anh ngoan rồi, anh làm gì có lỗi gì nữa đâu để em dỗi để em đi chơi nữa. Thế đã biết lỗi của mình chưa? Anh biết rồi. Anh chặn hết Zalo, Facebook, số điện thoại, chặn tất tần tật tất cả các mọi phương thức liên lạc với Ngọc rồi. Em đừng giận nữa nhá. Được rồi, không giận nữa. Giận anh nhiều già người em ra chứ anh có mất gì đâu. Có thế chứ. À nhưng mà từ ngày mai anh đi làm em sẽ pha sẵn cà phê cho anh cầm đi nhá. Ơ, được thế thì còn gì bằng. Cái việc này đồng nghĩa với việc là anh sẽ không có tiền tiêu vặt nữa. Ơ, như thế không được đâu vợ ơi. Anh xin tiền tiêu vặt có phải chỉ để mỗi uống cà phê thôi đâu. Anh còn những cái lúc xe nó hỏng nhá, anh còn phải vá xe nữa. Những lúc anh đau đầu, đau bụng, anh còn phải mua thuốc nữa chứ. Anh yên tâm đi, vợ đã tính hết rồi. Chỉ cần lúc nào mà anh cần vá xe này, anh đau đầu, anh cần tiền mua thuốc rồi là đau bụng ấy, anh chỉ cần nhắn cho em một tin, 30 giây sau tài khoản sẽ tinh tinh, tiền mua thuốc sẽ về. Em rõ ác. Chứ giờ em hỏi anh nhá, anh cần tiền làm gì? Hay là lại định mời cô Ngọc đi uống cà phê? Không. Thế thì cứ làm như em nói đi nhá. Cứ làm như em nói đi. Thế chứ. Thế còn quỷ cái nữa. Cái gì? Quỷ gì? Không, anh thủy, mặc anh thì mặc thủy. Gì. Đi vào lấy đồ ăn sáng cho người ta đi. Vâng, Chán thế nhở? Chả có đồng nào trong người cả. Mất hết cả tự tin ra. Mà lương này còn chưa có chứ. À, này, cái bài hôm trước mà xin tiền đi viếng đám ma ấy, cái bài đấy ổn đấy. Thế nhưng mà nay viếng ai được mày nhỉ? Phải viếng ai mà cả hai mụ vợ mình đều biết ấy thì độ tin tưởng nó mới cao. Thế à? À, thế bà Yến đi. Bởi vì hai mụ vợ mình đều gặp bà Yến hôm đi ăn tất niên cuối năm rồi. Chắc vẫn nhớ đấy. Được. Cứ tình hình như này kiểu gì công ty mình ra nghĩ trang hết. Thế thì chốt. Nghĩ vừa cay vừa sướng. Mà tính ra hai mụ vợ của mình như gọi là cái két sắt mất chìa khóa. Cho vào thì dễ, mà lấy ra thì mút mùa. Thôi nhắn tin xin tiền đi chứ còn gì nữa. Hai mụ vợ mình chả bảo là khi nào có việc gì thì anh nhớ nhắn tin cho em để em chuyển khoản nhá. Đúng không? Đúng rồi, quên mất. Nào, nhắn đi. Em ơi, em chuyển tiền cho anh, tan làm cả công ty anh, đi viếng chị Yến, chị vừa mất thế nhé. Trái tim. Ừ, sen. Ui, có tiền rồi, 5 lít. Có chưa? Đâu, để xem nào. À, đây rồi. Có tiền. Cũng 5 lít. Ê, có tiền hả? Yeah. Bia nhỉ? Quên. Lấy xe. Quên. Có tiền, quên hết. Nhưng mà chị ơi, em nói thật nhá. Thật ra bọn mình cũng hơi quá đáng. Đàn ông đi ra ngoài phải có ít tiền chứ. Đây có bao nhiêu mình lại thu hết. Ôi dồi ôi, đấy không phải là thu hết, mà là mình cầm hộ. Khi nó cần thì mình đưa cho tiêu thôi. Đấy, ví dụ như hôm mà hai ông bà đi đám ma đấy, bảo cái tiền tinh tinh về ngay, như thế là được rồi. Cứ đưa tiền mặt á, sẵn tiền đấy vớ vẩn lắm, không kiểm soát được đâu. Nhưng mà em bảo này, có cách nào để chồng mình không rượu bia,
không mê gái gú, không cờ bạc không chị nhỉ? Có chứ. Có một chỗ nhá, đàn ông mà vào nhá là tất cả những cái gái gú cờ bạc là quên hết, ngoan như cuốn luôn. Ơ, cái chỗ nào đấy chị? Vào tù chứ đâu. Cũng đúng chị nhỉ. Chỉ có vào tù thì những thói hư tật xấu đấy nó mới hết thôi. Còn ở ngoài á, mình phải quản lý chặt. À đấy. Thế nào tự nhiên lại nhớ ra cái bà Yến ấy. Rõ ràng hôm trễ mình đi ăn tất nhiên cũng hay không nhỉ? Rõ trẻ rõ đẹp mà chết trẻ, khổ thật đấy. Em cũng không rõ, nhưng mà giờ chết trẻ nhiều mà. Mà hôm trước nhá, vừa thấy bà đăng ảnh đi du lịch xong. Ơ, hôm trước á? Vâng. Đâu chị xem ảnh với? Đây. Ờ nhờ. Mà thấy bà đăng này đi du lịch từ lâu rồi. Mà mất rồi không khóa tài khoản lại nhỉ? Ừ, chắc người nhà chưa khóa chị ạ. Khoan, thôi chết rồi, có gì không ổn rồi. Em kết bạn Facebook bài đúng không? Vâng. Cho chị mượn. Trạng thái tài khoản là đang hoạt động. Em đã hiểu vấn đề chưa? Ủa ôi, ma dùng Facebook hả chị? Trời ơi, ma mãnh cái gì ngốc lắm. Mình bị hai ông ấy lừa xin tiền đi tiêu lão rồi. Chứ bà Yến bà đang sống sờ sờ đây này, ma cái gì? À đúng rồi. Em cuống quá cứ tưởng ma. Kiểu này chắc chắn là hai lão ấy đang bàn kế để chống đối chị em mình rồi. Chị em mình cho biết tay. Mà chơi thì có thể bỏ qua, nhưng mà gian dối thì nhất định không thể bỏ qua được. Cất hết anh mất tiêu. Anh thấy nó hơi buồn. Buồn ơi buồn, ơ buồn ơi. Xong. Thế này có mà trượt bằng mắt. Và anh ngủ nhá. À du hời, anh đi đây. Ông ấy đo mình làm cái gì nhỉ? Số đo sai quần áo thì nắm được hết rồi. Đo làm cái gì nữa nhỉ? Có khi nào mới quen được một em phải định tạo bất ngờ cho người ta. Mà con bé đấy nó cái vóc dáng người nó gần gần giống mình đúng không nhỉ? À, lấy mình ra để thử nghiệm à? Liều đấy. Trời ơi, này, em nhân viên nãy ngon nhở? Mặt mày niềm nở, dịu dàng, nhẹ nhàng, chân tay thì cứ thân thoát ra ấy nhá. Mày cứ nói thừa. Làm cái nghề đấy, chân tay không tân thoát, không ngon thì làm sao được. Đến đấy, điều hòa mắt lịm, nhân viên thì nhiệt tình. Tao mà có tiền nha, tuần tao phải sắp xếp đến đấy tầm 7 buổi. Thôi, cái gì vừa phải thôi. Mà đây, làm gì cũng phải cẩn thận nha. Hai mụ vợ phát hiện ra ấy, là hỏng hết đấy. Sao? Hồi này tao quá cẩn thận luôn, không để lại nghi ngờ dù chỉ một chút. Được, nhưng mà làm gì ấy cũng phải đề cao cảnh giác, làm xong xóa dấu vết luôn. Ừ. Thế nhưng mà tao bảo này, bây giờ mình mua quà tặng đối phương thì mắc với giá thì bỏ đi chứ nhở?
phải bỏ đi, chứ ai để đấy. Vô duyên chết. Thế nhưng mà mình bỏ đi bị hiểu lầm là đồ cũ thì làm nào? Cũ cái gì, có mùi mới là được. Quan trọng ấy là cái tình cảm. Được, tí nữa ra xe tao lấy tao bỏ luôn. Mà tao đang tưởng tượng nhá, mình tặng quà xong sẽ nhận được một nụ hôn. Úi ôi. Hôn xong khắc nhập khắc xuất. Xuất quá chứ lệ. Nhà mình hôm nay tự nhiên lại có chuột lá nào nhỉ? Thế có chết không? Cái gì đây? Mắc quần áo à? Nhưng mà mình có tự mua gì đâu nhỉ? Mà ông chồng mình cũng có mua cho mình cái gì đâu. À, mua đồ tặng cho gái. Xé mắc đi tặng cho nó lịch sự à? Giỏi quá rồi. Được lắm. Trông ơi, anh tắm xong chưa? Ra em nhờ tí ạ. Ừ, anh ra đây. Anh đang đây. Có gì mà vợ bảo anh cái gì đấy? Anh có gì mà vui thế? À, không, có gì đâu. Thì vợ bảo anh cái gì thì bảo luôn đi. Anh đi có việc bây giờ đấy. Vâng. Em chỉ định hỏi anh là anh có tin là trên đời này có ma không? Ừ. Ma? Làm gì có, không có đâu, em đừng sợ nhá, đừng có sợ. Nhưng mà em thấy ma thật mà, sợ ơi là sợ ấy. Không có đâu, chắc là vợ anh yếu bóng vía cho nên là mới thế thôi, không phải sợ đâu nhá. Không, đây em kể cho mà nghe. Thì cái hôm mà anh xin tiền em đi viếng cái chị Yến ở công ty anh mới mất đây. Khi nào mà người mất rồi, nhưng mà Facebook em thấy cứ hoạt động suốt thôi. Anh nghe thì có sợ không? Bỏ mẹ rồi. Ôi giời ơi, vợ anh sợ hồn vía lên mây luôn. May có hôm nay anh ở nhà, vợ mới dám nói ra đấy. Thế anh có sợ không? Anh mà để em gọi thử xem sao. Chứ người chết rồi mà Facebook cứ hoạt động như thế không được đâu anh ạ. Alo Nhung à? À, alo chị Yến ạ. Ui vâng, hồi này chị có khỏe không ạ? Ừ, chị khỏe. Từ hồi ăn tất niên đến giờ không gặp em. Còn chị có chuyện gì à? Dạ em không ạ. Tự nhiên em thấy nhớ chị nên là em gọi điện hỏi thăm thôi ạ. Vâng, thế chị nhá. Ừ, cô nào rảnh chị mới đi cà phê nói chuyện nhá. Vâng ạ, em chào chị ạ. Anh xin tiền khống để mua đồ tặng cho gái. Cô gái anh mới quen ấy, có số đo gần giống em. Vì mới quen nên là anh không muốn hỏi sai. Để tạo bất ngờ cho cô ta, anh đo người em rồi đi mua đồ cho chuẩn. Ơ, lúc đấy rõ ràng là vợ đang ngủ cơ mà. Thì em phải giả vờ ngủ để xem anh qua mặt em như thế nào chứ. Thêm nữa, đàn ông mua đồ đi tặng gái vì sĩ diện nên là sẽ xé mác đi. Anh đã tính toán rất kỹ rằng 5:20 em sẽ nấu cơm xong và đi đổ rác lần cuối. 5:30 xe đô thị sẽ qua lấy rác, anh xé mác vứt vào đó để cho họ mang đi luôn. Nhưng anh không ngờ rằng hôm nay em đã dọn dẹp bếp thêm một lần nữa vì có mấy con chuột. Ôi. Anh thì kết luận sau lần bị phát giác trước thì lần này anh đã cao tay cẩn thận hơn, nhưng mà không ngờ là vẫn bị em lật mặt. Em có thể đợi đến khi anh đem quà đi tặng cô ta bắt tại trận. Nhưng anh có biết là tại sao em không làm như thế không? Anh nhưng mà không phải như vậy đâu. Chứng cứ rành rành đây, anh vẫn còn không phải như vậy à? Chắc chắn là lần này anh cũng đã chán em lắm rồi. Nếu cảm thấy không ở bên nhau được nữa thì ly hôn đi, em cũng mệt mỏi với anh lắm rồi. Anh đã bảo là không phải như vậy đâu. Em bình tĩnh, nghe anh nói đã. Cô gái đó chính là em. Mà cái shop quần áo nữ ấy kiểu gì ấy, bao nhiêu đồ ấy, chọn hoa hết cả mắt. Mà nha, mày thật ấy, có hai em nhân viên, cái thi thể đó, à nhầm, cái thân thể nó bằng ngay hai mụ vợ mình. Có người thử đồ cho, không thì chả biết làm nào. Quả này mua đồ về á, hai mụ vợ kiểu gì cũng sướng cười tít mắt cho mà xem. Cái váy tao vừa mua đấy, vợ tao nó ngắm ngày ngắm đêm, ngắm suốt, ăn nó ngắm,
Thế mà nó chả dám mua. Vợ tạo thế, tải cả ảnh về máy luôn, xong ngắm suốt. Mà phụ nữ cũng buồn cười thật đấy nhở. Rõ ràng là thích đến chết, thích phát điên rồi ấy, mày thấy quái nào, tiếc tiền chả dám mua. Mà này, công nhận mấy em nhân viên đấy nhiệt tình phết nhở. Chân tay chọn đồ, lấy đồ thử đồ cho khách, cứ tuần thất đấy nhở. Chuyện không nhanh không tuần thất thì khách nó bỏ về hết rồi. Anh xin khống tiền, vì anh biết chắc nếu anh bảo em mua một chiếc váy mới, em sẽ không mua, vì em muốn tiết kiệm tiền. Anh đo lại người em, vì anh biết từ khi lấy em về, anh đã rất vô tâm đến số đo của vợ mình. Mà anh cũng không biết, anh xé mác đi, vì ở trên đó có giá tiền. Anh sợ em nhìn thấy rồi tiếc tiền, lại bắt anh đem trả. Anh tặng em, nhưng mà có phải ngày gì đâu mà tặng. Anh định tặng cho em vào ngày 8 tháng 3, nhưng không ngờ bị bại lộ mất rồi. Thì thôi anh tặng luôn. Chúc vợ anh có một ngày 8 tháng 3 vui vẻ. Anh yêu vợ. Anh này, vậy mà cứ để người ta tưởng là có người khác rồi, không thương người ta nữa. Ngốc ạ, anh chỉ có mình em thôi. À, để chồng đưa vợ vào trong thay váy nhá. Nào đi. Đâu rồi nhỉ? Điền thế chứ, vừa hôm trước để đây xong. Ơ kìa, em tìm cái gì đấy? Em tìm giấy bút. Tìm giấy bút á? Giấy bút làm gì? Em viết đơn ly hôn cho anh ký. Trời ơi, lại thống nhất với vợ thằng Hoàng, rồi kết luận là anh có bồ, có đúng không? Lần này em kết luận sai rồi. Sai thế nào được? Bởi vì anh mua cái váy này để cho em. Cho em á? Đúng rồi. Ô, chiếc váy mà em thích này. Đúng rồi. Đồ ngốc, ly hôn cái gì? Có mà anh hôn vào mồm em ấy chứ. Này, bỏ ra, đừng có mà hỏng lúc đến tội trạng nhá. Thì lát em xử anh sau, còn bây giờ anh xử em trước đã. Này, bỏ em ra. Anh Hiếu, anh lại hút thuốc đây à? À anh nha, anh không, anh có hút đâu. Anh hay cãi nhở, mở mồm ra là cãi. Mùi thuốc vẫn còn đây mà cãi bay cãi biến được. Anh đúng ra không phải tên Hiếu đâu, tên Phong mới đúng đấy. Sao tên Phong? Thì để cho hợp với tính cách của anh là gì, cãi nhanh như gió á. Mà anh bỏ thuốc đi nha, em nhắc lần cuối đấy, không tốt đâu. Được rồi, anh hứa, đây là lần cuối cùng anh hút. Lúc nào cũng hứa, hứa xong có làm được đâu. Tốt nhất đừng có hứa, hứa làm gì. Ừ, thế thôi anh không hứa nữa. Thế có nghĩa là anh không bỏ thuốc đúng không? Ờ, thế em chả bảo là không tin anh hứa còn gì. Thôi được rồi, anh không hứa nữa. À, anh thề, anh xin thề, đây là lần cuối cùng em nhìn thấy anh hút thuốc. Thề là nghề của anh rồi, em mà tin anh trẻ con nó cười cho ấy. Thế không được, hứa không xong. Thế thì thôi vậy. Thế tóm lại là anh có bỏ thuốc không? Sao hôm nay em khó tính thế nhở? Em đến ngày đấy à? Tóm lại là anh có bỏ thuốc không? Thì anh xin cam đoan với em, đây ấy là lần cuối cùng em nhìn thấy anh hút thuốc, được chưa? Chưa được. Nhưng mà thôi, anh mà làm sai anh không yên với em đâu. Thuốc thang phì phèo suốt ngày, bổ béo cái gì đâu. Rồi, được rồi. Mà như tính toán nhá, cứ mỗi một ngày anh hút một 33 số là 30. Một tháng là 900.000. Vị chi một năm là anh mất 11 triệu tiền thuốc lá. Mà anh hút được bao nhiêu năm rồi? Từ hồi đại học đến giờ 5 năm. Đấy, thế nếu mà không hút thuốc thì bây giờ có phải có 60 triệu không? Thế em có hút thuốc không? Không, đàn bà ai hút thuốc. Thế em không hút thuốc thì 60 triệu của em đâu? À, lý luận à? Hả? Lý luận này, giỏi vãi, lý luận. Những cái ngày căng thẳng thế này ấy,
Tao chỉ muốn là đi làm 18 tiếng thôi. Chứ còn gì nữa, hút thuốc chả ai cấm. Mà lại còn ấm người chứ. Rõ ràng. Mà tao bảo này, các cụ ngày xưa có câu: hút điếu thuốc lào, nâng cao sĩ diện. Nay tao không hút thuốc lào, mà tao hút thuốc lá, thơm mồm bồ phổi, diệt trùng lao. Đã nói đúng rồi, lại còn nói to. Mà tại sao trên đời này lại sinh ra một cái thứ giúp chúng ta ấm áp vào mùa đông, giảm bớt căng thẳng, lo âu cho cuộc sống nhở? Nó lại là một cái điều mà khó lý giải. Mà thôi, vào làm đi, sếp này bắt nộp báo cáo đấy. Dĩ tường, à tưởng gì, báo cáo đã làm sắp xong rồi. Đây, đây, cảm ơn lời chết đấy. Đây rồi, đây. Ê, tao cho mày viên. Thảo thế, tao cũng cho mày một viên. Quá thả. Này, Hướng, đi làm bài với vợ cứ như kiểu ngày xưa đi học bị kiểm tra miệng không mày nhờ, run gần chết. Có mà ăn cái này bà, vợ mày có chính bằng chó nghiệp vụ đi nữa nhá, cũng không ngửi thấy được đâu. Chứ còn gì nữa. Nè. À, mà khoan. Mồm thì hết mùi rồi, nhưng mà tay chân quần áo vẫn còn nhiều mùi lắm. Trời, tao tưởng cái gì chứ, mày còn gì khó hơn không? Này, tí vào trong nhà xe, tao cho mày lọ dầu gió, bôi vào thơm hơn nước hoa. Được đấy, khá phết nhờ. Thôi đi, nè. À khoan, thế nhưng mà tao phải dặn mày cái này, tí lấy dầu gió bôi vào người xong ấy là phải rửa tay ngay, không thì nhỡ cầm vào thằng nhỏ làm đến mùi trái đắng đấy. Sao lại thế? Thì hôm trước tao bôi dầu gió vào người xong, quyền sử nó rửa tay đi vệ sinh luôn, thế thằng cu nó sưng vù. Thốn ơi thốn. À rồi, nhớ rồi, phải rửa tay trước khi sờ vào vòi nước chứ gì. Chuẩn. Thôi đi. Nhanh, mưa rồi nè. Mưa quá, quên mất đứng nói chuyện mãi. Anh về rồi ạ? Ừ, anh về rồi. Hôm nay anh có bỏ thuốc chứ đã cam kết với em không đấy? Anh có, anh không hút điếu nào luôn đấy nhá. Thật cơ? Ừ. Ngồi xe lại đem xe nào. Xài, ngửi mùi gì, thoải mái. Không có thật này. Ừ thì anh cứ hút thuốc đâu mà có mùi, là mùi dầu gió thôi. Lăn tăn cái gì, anh hôm nay đau đầu quá cho nên là anh phải bôi dầu gió. Tốt. Thế cứ như mọi khi anh đi tắm nhờ. Vâng ạ, anh đi tắm đi, em bật nước rồi đấy. Ok vậy. Cứ hòa thế có phải tốt không? Đấy, đồ đạc đi, chả bao giờ dọn gì cả, cứ để. À, vẫn lén lút hút thuốc à? Chồng với trẻ con, bảo cho mà tốt, cho mà khỏe, có nghe đâu. Cứ đâm đầu vào lao phổi rồi là ung thư ạ. Nói như nước đổ là khoai. Anh định làm cái gì? Anh không. Anh bật lửa làm gì? Anh định châm cái gì? Anh định đốt cái gì? Không, anh không có thuốc đâu mà. Đừng có nghĩ anh thế. Anh đốt nhà. Anh đốt rác. Nếu như mà anh muốn chết sớm á, muốn vô anh ý thằng khác á, thì cứ hút đi, hút cho nhiều vào. Tính thật đấy, bật lửa nhẹ thế mà cũng nghe thấy. Này nhá, anh mà hút thuốc trong đấy á, em là em bịt hết cửa sổ lại, cho người đốt giấy cho anh khói chết trong đấy luôn. Ôi trời ơi, chán thật đấy.
rau củ quả cái gì cũng tăng, không mỗi lương chả tăng rồi. Mà các ông chồng cứ gầm quỹ đèn, mệt hết cả người. Mà chị này, sao bọn đàn ông cứ phải thuốc lá với chị được nhở? Bộ béo gì đâu. Chị nghiên cứu rồi, cái lúc mà còn trẻ trâu á, là hút theo kiểu phong trào, hút theo bạn bè, thấy người ta hút được cũng hút cho nó bằng. Còn mà lớn thêm một tí á, là hút vì do căng thẳng công việc, hút cho đỡ mệt, hút cho đỡ buồn. Còn hai lão chồng chị em mình á, là đơn giản là hút vì nghiện không bỏ được. Chán thật đấy chị ạ. Nhà chỗ nào cũng có toàn thuốc. Đến cả cái hộp trang điểm của em ấy, ông Hiếu ấy cũng lấy để làm cả tàn. Điền không chịu được. Thế mới nói, mà ở đâu xa, ngay trên cái vỏ thuốc đấy, cái hình cái lá phổi đen xì rồi là hút thuốc có hại cho sức khỏe. Nhìn rành rành đúng có còn đâm đầu vào để hút thì nói làm cái gì. Mệt hết cả người. Em nói bao nhiêu lần rồi mà em còn phân tích á, cái người người phải hút thuốc ấy còn độc hơn cả cái người hút trực tiếp. Mà chị biết anh Hiếu bảo gì không? Thì chắc lại anh thương vợ anh không hút nữa đúng không? Ôi không bỏ mới điên chứ. Ông ấy còn đưa hẳn cho em điếu thuốc, bảo là hút đi cho đỡ phải ngửi, đỡ độc. Thế có điên không chứ? Nên chán thật đấy. Chị cũng cấm ông ngoài nhà chị rồi. Thế nhưng mà cứ nhân nhơn ra, chưa biết làm cái gì để triệt. Hay là cứ làm cắt vào chị, cãi nhau một trận tơi bời, không bỏ được thuốc thì ly hôn luôn. Không được, ly hôn có phải chuyện đùa đâu mà động tí là lôi ra, không được đâu. Thế bây giờ phải làm thế nào hả chị? Em khó chịu lắm rồi. Người với mồm anh Hiếu như em á, hôi dã man lên được ấy. Mà hút nhiều, răng thì vàng, môi thì thâm, nhìn rõ là chán á. Bây giờ cấm cho các ông hạn chế dần dần thôi. Chứ còn bảo bỏ thì không bỏ luôn được. Chị thì cũng chưa có cách gì cả. Thôi thôi thôi, đi về đi, muộn rồi. Đi chợ giờ này vẫn chưa về. Chắc là lại buôn dưa lê cháy cả chợ mà vẫn chưa về đây mà. Làm điếu thuốc cho nó thơm mồm bầu phổi nào. Đâu nhỉ? Này, ông định làm cái gì mà thơm mồm bầu phổi ghê thế? Anh đi ăn kẹo cao su. Em đừng nhìn như thế. Anh đã hứa với em là anh bỏ thuốc từ hôm ở ngoài sân rồi cơ mà. Nên là anh có hút nữa đâu. Em là em vẫn chưa tin tưởng anh đâu nhá. Để xem là thể hiện như nào. Anh đã bảo là anh bỏ thuốc rồi mà lệ. Lị mà lị, ngồi mà lị. Cứ để tôi bắt được cái khác biết tay nhá. Cứ không tin anh cơ. Em làm sao mà bắt được anh. Trình của anh bây giờ ấy, lên một bậc rồi. Ok rồi. Anh đi vào bê cho em mâm cơm ra đi, em sẽ cơm. Ok. Thơm này nôn nhỉ. Ôi rồi. Sao rồi? Vợ anh phải gió à? Để anh bôi dầu cho nhá, cho ấm người nhá. Chắc vậy anh ạ. Chứ tự nhiên em buồn nôn quá. Thuần chưa? Đấy. Đóng à? Ôi. Sao đây, mùi gió thơm nhanh cơ mà. Cái mùi này làm em buồn nôn. Vậy á? Nôn khan à? Hay là em... Em cũng không biết nữa. Nhưng mà cũng chậm gần nửa tháng rồi. Ôi, thật thế á? Anh sẽ được làm bố rồi. Bỏ em ra. Người anh tầm mùi dầu gió thôi. Buồn nôn chết đi được ạ. Mà anh có đau đầu thì anh uống thuốc đi. Anh bôi dầu em không chịu được đâu. Nhưng mà không được. Trước giờ anh đau đầu toàn bôi dầu gió thôi. Bây giờ không bôi mà uống thuốc sợ nó không hết. Nó không quên ấy. Không quên cái gì? Bây giờ em ngửi mùi, em khó chịu. Em nôn thốc nôn tháo rồi đấy. Anh không thương em, không thương con à? Thôi được rồi, anh thương em. Được rồi, anh không bôi nữa được chưa? Bỏ mẹ rồi, lấy cái gì áp mùi thuốc bây giờ nhỉ? Khổ thân chưa? Để anh vào thay cái áo khác nhá. Đây rồi. Cái này nhá, làm về mà thay ra có mà ngửi thấy mùi thuốc bằng mắt. Thằng Hoàng thông minh thật đấy. Anh Hiếu, chị đi làm à? Muộn rồi. Anh Hoàng đi rồi kìa. Anh đi bây giờ đây. Mà này, nhớ đừng có mà hút thuốc đây nha.
chú ý đến sức khỏe của mình và những người xung quanh đi. Anh không hút đâu. Hút thuốc bị ung thư phổi này, rồi là bị viêm màng túi, thối mồm, thâm môi, vân vân. Em yên tâm. Anh đi nhá. Này, hả? Tao thấy cái chiêu mà mang thêm máu đến công ty của mày hiệu quả hơn dầu gió đấy. Thì lo, tao nghĩ ra mà đi. Tại vợ tao dạo này có bầu, ngửi mùi dầu gió là hay bị buồn nôn. Thế cho nên mới phải mang thêm máu đến công ty để thay cho đỡ mùi ấy. Mà cũng tại mùa đông này làm sao mà thiếu được điếu thuốc, đúng không? Rời lạnh mang ra làm hơi, chả ấm ủi quá ấy. Mà nhá, ở công ty thì anh em mình ra khuôn viên hút thuốc được. Về nhà vợ không cho hút á, thì anh em mình ra công viên giả vờ tập thể dục. Nhá, tao bảo vợ tao á, cho anh đi tập thể dục. Nó bảo anh đi luôn đi. Nó bảo là anh phải chăm tập thể dục vào cho nó khỏe. Thế nãy giờ mày tập được gì chưa? Tập cái gì? Nãy ngồi kia hút thuốc chán, bây giờ mới chạy ra đây. Tập được cái mỗi cái chiêu chiêu này nè. Chiêu này là chiêu gì? Không quen à? Không. Đây là chiêu này nè. Thế tao tập được rồi. Anh em mình làm đường nữa nhỉ? Đi. Dạ con kia nhá. Ở nhà toàn việc không tên, mệt hết cả người. Đấy, trông với trẻ con, dặn bao nhiêu lần rồi. Đi làm về để vứt quần áo dưới chậu, để vợ giặt cho, vứt lung ta lung tung. Như cái thằng trẻ con, chẳng biết bao giờ mới lớn. Ôi, mệt quá. Sao lại giặt cái áo trắng thì từ lúc nào ấy nhỉ? Chị ơi. Hả? Anh Hoàng anh làm rồi à chị? Ừ, mới đi rồi. Sao đây, có biến gì à? Em cứ thấy sai sai chị ạ. Sai ở đâu? Sai chỗ nào? Thì sáng nay anh nhớ nhà em đi làm, lén mang thêm một cái áo đi, mà không biết để làm gì. Thế à? Mày đợi chị tí, chị Bạch kiểm tra. Hey, đúng rồi. Ông Hoàng nhà chị có 5 cái áo sơ mi. Ông mặc một cái, trong tối còn có 3 cái thôi. Chứng tỏ là cũng mang cái áo đi làm rồi. Hai ông này làm cái gì ấy nhỉ? Cũng không biết được. Mà cái lão Hoàng nhà chị thì cam đoan với chị là bỏ thuốc rồi. Mà lâu lâu rồi chị cũng không thấy hút thuốc. Chị cũng không thấy mùi. Chị giỏi suy đoán. Chị xem nó thế nào chứ em cứ thấy có gì sai sai à? Thế là rõ 10-10 rồi nhá. Giỏi lắm con này. Quá khỏe. Chạy 4 vòng sân vận động. Anh về rồi. Vợ anh làm sao đấy? À, chắc là nghén cho nên mệt đúng không? Thôi để anh xoa bụng cho nào. Anh thương. Anh thương. Anh thương ai? Anh thương em. Anh thương con anh. Thương em, thương con á? Ừ. Em có nghe nhầm không đấy? Vợ anh bầu bí lại bắt đầu tính nét sáng nắng chiều mưa. Chưa có tiết rồi đấy. Để anh bóp vai cho nhá. Anh cam đoan với em là anh bỏ thuốc. Thế anh đã bỏ được chưa? Làm gì có mùi nhỉ? Chắc định bắt lọn mình đi mà. Anh bỏ được rồi, anh bỏ lâu rồi mà. Thế nếu như mà anh chưa bỏ được và em phát hiện ra là anh vẫn còn hút thuốc thì anh tính làm sao? Không làm sao, vì anh không hút mà, anh có hút đâu. Rồi, thôi được rồi, không hút nữa. Chứ nhưng anh là em đi, rồi anh phát hiện ra là chồng mình vẫn lén lút mình hút thuốc, thì anh tính là sẽ xử phạt như thế nào? Anh mà là em á, anh cho ra ngoài sân ngủ luôn. Đấy, em thấy anh mạnh mồm nhá, bỏ được thuốc thì mới dám nói mạnh như thế đấy. Đã nói dối rồi còn liều à? Để em nói cho anh nghe nhá. Em nói đi. Kể từ cái ngày mà anh cam đoan với em là anh bỏ thuốc ấy, thì em thấy là anh chưa bỏ được ngày nào cả.
Chắc là em bầu bì ốm nghén cho nên là nhầm thôi. Em không hề nhầm. Thứ nhất, anh bảo là anh không hút thuốc nữa. Anh không hút thuốc nữa thì em thấy trong cặp lúc nào cũng có bật lửa. Anh mang bật lửa đi làm cái gì? À, anh mang đi để đốt công... Đốt cái gì? Đốt thuốc chứ đốt cái gì nữa. Thứ hai, từ ngày anh cam kết với em đến nay, ngày nào đi làm về em cũng thấy nhai kẹo cao su top tét, chứng tỏ là công ty hút thuốc. Nên về nhà anh phải nhai kẹo, sợ em ngửi thấy mùi hôi đúng không? À, không, anh sâu răng thối mồm. À, nhầm, hôi miệng. Cho nên là phải nhai kẹo cao su thôi, chứ ai hút thuốc đâu mà. Anh đừng có cãi nữa. Sâu răng thì buổi sáng dậy thì miệng sẽ rất là hôi, nhưng mà em có thấy anh như vậy đâu. Thứ ba, lúc đầu trước khi về nhà anh sẽ bôi dầu gió để át mùi thuốc, nhưng mà từ khi em nghén, em không chịu được mùi dầu. Anh chuyển sang mang áo đi làm để thay áo trước khi về nhà. Anh ạ, mà sao em... Sao cái gì? Tại sao em biết đúng không? Tại vì bình thường anh đi đá bóng, anh đi thể dục về, cái đôi tất của anh ạ bốc mùi hôi như chuột chết, anh còn không thèm giặt. Đằng này áo anh mặc đi làm về, anh lại đi giặt ngay. Vì sao? Vì sợ em ngửi thấy mùi thuốc trên đó chứ còn vì sao nữa. Anh... Kết luận, anh vẫn lén lút hút thuốc, mặc cho em lo lắng cho anh, mặc kệ là em đang có bầu. Anh coi thường em, anh coi thường sức khỏe của con anh. Anh xin lỗi. Muộn rồi. Nãy anh có bảo là nếu như phát hiện ra chồng mình vẫn lén lút hút thuốc thì tốt nhất là trong ngủ ngoài sân đúng không? Ôi giời, ôi, đi ra ngoài. Ôi, kìa, kìa. Ôi, đi luôn đi. Ôi, vợ ơi, anh xin lỗi, anh chừa rồi. Anh hút nốt lần cuối đấy thôi chứ anh bỏ mà, anh bỏ mà. Ôi, vợ ơi. Trời, trời dễ căm căm mới lại đuổi ra ngoài đường. Cha cho thêm bộ quần áo nào cả. Trời. Ô, mày cũng bị đuổi à? Thoát được à? Ôi giời ơi. Trời rét thế này, có điếu thuốc hút thì ấm biết mấy mày nhờ. Thôi mày ạ, à, tao nghĩ cũng đến lúc tao với mày nên bỏ thuốc rồi đấy. À, mà cũng đến lúc bỏ rồi mày ạ. À, tao đọc được bài báo trẻ sơ sinh bị bệnh về phổi vì bố hút thuốc lá, kể cả là khi không hút ở nhà cơ. Thì hút ở ngoài, hơi thuốc vẫn còn trong phổi mình mà. Xong rồi về bế con, thở vào con, thế là từ bé nó đã phải hút thuốc cùng với bố rồi. Vợ tao 8 tháng nữa thì đẻ. Tao không muốn hút thuốc xong rồi ung thư để vợ tao đi lấy thằng khác đâu. Được rồi, thế thì tao với mày phải quyết tâm bỏ được nhá. Nếu thằng nào thấy thằng kia hút thì vả thẳng vào mồm. Được, thằng nào hút thuốc vả vỡ mồm luôn. Chốt, 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 chốt. À đây, thế bố vợ tao hút thuốc, tao còn nên tát cho vỡ mồm nhỉ? Mày điên rồi, mẹ vợ mày vả cho vỡ mồm ấy. Đi vào xin lỗi hai mụ vợ đi, xong mình bỏ thuốc. Đi, ừ, thế đi. Bố có đồng ý với con nhá, là con cáo là con vật mà gian manh, xảo quyệt, mà hay lừa người nhất không hả bố? Ừ, đúng. Nhưng mà sao tự nhiên mày hỏi bố cái câu hỏi mà chả liên quan gì thế? Vâng, thì đấy, tại sao người ta không gọi là quảng gà, quảng chó mà lại gọi là quảng cáo? À nhỉ? Con lấy ví dụ điển hình là mì tôm. Ừ. Gọi là mì tôm, thế nhưng ở trong có con tôm nào đâu. Cuối cùng thì chúng ta đã có nhà riêng và không phải ở trọ nữa rồi vợ ạ. Và từ nay em sẽ không cần phải lo chuyện bắt chuột, bắt rán hay là những ngày mưa bị nước ngấm vào nhà nữa anh ạ. Đúng rồi. Anh cảm ơn em vì trong suốt thời gian qua em đã giúp anh tiết kiệm, rồi chịu thương, chịu khổ cùng anh nữa. Dạ nịnh rồi, thôi anh đi vào thay đồ đi để em nấu cơm nhé. À, vào đây. Anh bảo. Vâng, anh nói đi. Mình mới mua nhà nên anh cũng muốn đón bố lên đây chơi. Ý em sao? Em... Chẳng phải cô đến với thằng Hiếu nhà tôi
Vì nó là trai phố sao? Không phải cô muốn thoát cảnh nông thôn nên là mới bám lấy nó à? Bố, sao bố nói con vậy? Con và anh Hiếu đến với nhau xuất phát từ tình yêu. Tình yêu? Con xuất thân quê mùa, nhưng con cũng có công việc ổn định mà bố. Con cũng làm ra tiền mà. Sao bố khinh thường con thế? Công việc ổn định? Cô làm thư ký, suốt ngày đi với mấy cái thằng già đấy, thì chỉ có làm cảnh chứ làm gì? Cái mặt cô thì làm được cái gì ngoài việc mua vui cho mấy cái lao đấy? Có khác gì gái bao không? Bố, bố quá lời rồi đấy. Thằng Hiếu nhà tôi nó ngu, mới để cho cô đi làm cái công việc ấy. Để cô đi làm để mà hú hí tăng tịu với thằng khác. Người ta bảo là lấy đi về làm vợ, còn hơn là lấy vợ về để làm đi. Bố, bố nói cái gì vậy? Em có sao không? Tao nói nó còn mở mồm ra cãi đấy. Mày có khôn đấy thì mày bắt nó ở nhà đi. Bắt nó ở nhà chăm lo cho chồng con, chăm lo cho gia đình, cho nó đi làm thư ký, để cho nó đi làm đi ạ. Bố nặng lời rồi đấy ạ. Lại được cả mày nữa. Tao nói không nghe, đến lúc trắng mắt ra, con phải trả cái. Anh biết, em có phần không thích bố, vì ngày trước bố hơi khắt khe với em. Nhưng em yên tâm, bố chỉ lên đây chơi vài ngày thôi, không sao đâu. Vâng, không sao đâu, anh cứ mời bố lên chơi đi. Vậy mai anh đón bố lên đây chơi nhá. Bây giờ anh đi vào trong thay đồ, em nấu cơm đi. Nhớ nấu cho anh cái món cá kho mà anh thích ấy nhá. Lạnh thế này ăn món đấy thì tuyệt vời. Vâng, em đi nấu cơm đây. Chị Nhung. Chị đến rồi à? Ừ. Ôi, nhà mới to nhờ. Vào đây chị. Chị vào đây. Ừ. Đẹp thế nhờ. Đúng là nhà giám đốc của khác. Chị uống nước đi ạ. Chị xin nhá. Nhà vừa đẹp lại còn rộng nữa. Rộng hơn nhà chị bao nhiêu ấy. Ăn nhảm gì đâu chị, anh Hoàng nhà chị cũng là giám đốc còn gì. Ôi giời, chả biết có làm ăn được gì không chứ lên được chức giám đốc lại đi công tác nước ngoài mấy năm liền, chả biết lúc về có dắt theo cô nào nữa không. Chị lại lo xa rồi. Ôi giời, thì chả phải lo thì không à. Chị là thấy mày là mày hay mất cảnh giác lắm ấy. Ui, anh Hiếu nhà em ngoan mà, cần gì phải cảnh giác. Ngoan mà, ngoan cái gì mà ngoan. Quên bay đi cái vụ mà hai ông ấy đưa đón cái cô Ngọc Ngọc gì nhân viên mới đấy à? Em quên mất. Đấy, mà cái lúc đấy nhá, là hai ông ấy chỉ là nhân viên quen thôi. Bây giờ đấy, giám đốc rồi, có một gái nó bu theo chứ còn không phải tán đâu. Chị nói cũng có lý. Thế trợ lý của ông Hiếu là nam hay nữ? Đương nhiên là nữ rồi. Ôi chê thì không được rồi. Phải như ông Hoàng nhà chị ạ. Cơ mà phỏng vấn tuyển trợ lý ấy, chị bắt là phải tuyển nam. Thế tuyển nữ ấy, chả biết trợ lý hay là trợ luôn cả tình không biết. Thế là dại đấy. Ui, thế là chị không hiểu rồi. Trước em cũng là trợ lý giám đốc mà. Nghiêm túc lắm, không có gì đâu. Có mỗi cô nghiêm túc thôi cô ạ. Nói thì bảo nói quá, nhưng bây giờ trợ lý giám đốc ấy, toàn em xinh, em ngon rồi áo hở tận đây này. Chân váy ấy, thì xé tận bẹn. Cơm nữa, sếp thì trẻ đẹp trai thế. Tội gì mà không câu. Chị nói em cũng thấy hơi sợ sợ. Em là phải sợ quái chứ. Mà kể ra chuyện đến đây em chán thật đấy. Chẳng được sang nhà chị buôn chuyện. Chán quá, may mà có chị sang đây chơi. Ồ, trước chị em gần nhau, có gì bảo nhau. Giờ chuyện nhà cách xa hẳn mấy cây số, không muốn tâm sự mỏng cũng khó. Mà anh Hoàng đi công tác rồi, chị ở nhà có buồn không? Ôi, lúc đầu thì buồn là cũng buồn thật. Thế xong thành quen, ngày nào ông chả gọi điện này kia. Bố thấy thành phố đẹp không bố? Đúng là thành phố có khác con nhờ. Đi có đoạn đường bao nhiêu là biển quảng cáo. Bố bố có đồng ý với con nhá, là con cáo là con vật mà gian manh xảo quyệt,
mà hay lừa người nhất cơ mà bố. Ừ, đúng. Nhưng mà sao tự nhiên mày hỏi bố cái câu hỏi mà nó chả liên quan gì thế? Vâng, thì đấy, tại sao người ta không gọi là quảng gà, quảng chó mà lại gọi là quảng cáo? À nhà. Tại vì quảng cáo chứ đi lừa người. À. Thằng này mày đúng là con của bố. Vâng, nhá. Con lấy ví dụ điển hình là mì tôm. Ừ. Gọi là mì tôm, thế nhưng ở trong có con tôm nào đâu. Hôm trước ấy, bố mua cho thằng Bin cái kẹo gấu. Nó về bóc ra làm gì có gấu đâu. Đúng. Nó lừa người cả thôi bố ạ. Mà bố thấy không, gần ngay nhà con nhá, có cái công viên to đùng. Sáng ra chạy thể dục vài vòng, hít thở không khí trong lành, quá thoải mái. Nhà, tiện nhà. Mai bố ra bố chạy vài đường. Mai con ra đưa bố chạy vài vòng. Mà bố nhá, đợt này bố lên ấy, bố ở với chúng con luôn đi. Thôi, bố lên chơi với vợ chồng mày ít hôm rồi bố về, chứ ở lâu cái Thảo nó không thoải mái. Ui trời ơi, bố nghĩ thế lại tự làm bản thân mình không thoải mái chứ, vợ con nó bình thường mà. Thôi, tao cứ chơi vài hôm tao về, không mang tiếng ăn bám thì chết. Thôi, con đưa bố về nghỉ ngơi nhé. Mai nhớ đưa bố ra công viên nhá. Bố vâng. Tập dưỡng sinh. Được rồi. Ra bố chỉ cho mày mấy bài tập dưỡng sinh vâng. Nhá. Tập xong con đưa bố đi ăn cháo lại. Đây, bố vào đây. Ui dồi ôi. Chết. Bố ngồi đây. Phí quá. Chết thật. Chúng mày xây cái nhà to quá. Phí quá còn ạ. Các cụ nói rồi, ăn nhiều chứ ở hết bao nhiêu. Chúng mày xây thế này phí quá. Đời người ấy, sai lầm lớn nhất là xây nhà quá to. Bố, con xây nhà to là để đón bố lên ở với chúng con. Với lại sau này vợ chồng con còn có con nữa. Rồi con nó lấy vợ. Tính ra còn chật đấy bố ạ. Ôi dào ơi, anh lại khéo lo xa. Sau này ấy, nó mà lấy vợ, nó thèm vào đây chắc. Ở chứ bố, không ở, con bắt ở. Bắt ở? Nhìn lại mình đi. Tôi có bắt anh ở nhà với tôi được không? Bắt ở. Vợ ơi, làm gì đây? Ra chào bố câu đi. Gớm, chả biết thừa tôi lên đây rồi chứ. Chắc chả muốn ra đâu. Bố phải nghĩ thoáng ra. Con chào bố ạ. Không dám, chào cô. Vợ ơi, em vào trong kia chuẩn bị nước cho bố tắm rửa nhá. Vâng, em vào rồi ạ. Thế để anh đưa bố vào trong kia thay quần áo luôn. Mày đưa bố vào, không nhỡ may con vợ mày nó âm mưu để nước nóng quá luộc chín bố thì chết. Bố này, thôi đi, con đưa bố vào. Áo của anh này. Ừ. Mà hồi nãy anh đi làm có ai thả thính không đấy? Xấu như anh á, có chó nó thèm. Anh bảo ai là chó? À không, anh đùa tí mà. Thôi, anh đi làm kiểu muộn nhá. Anh mà lạnh phèo với gái, anh chết với em. Được rồi, thôi, anh đi đây nhá. Bố dậy rồi à? Cô này hỏi lạ nhỉ? Thì chả dậy thì tôi mới đi xuống đây được chứ tôi đang ngủ rồi đi xuống đây được chắc. Vâng, thì bố vào ăn sáng đi, con nấu vẫn còn nóng đấy ạ. Thôi, tôi không dám phiền đến cô đâu. Thì bố ăn gì ạ? Tôi ăn gì, tôi tự lo được. Vâng ạ. Bố ơi, đi đâu rồi nhỉ? Alo anh à, sao giờ này anh vẫn chưa về ăn cơm? À, nay anh nhiều việc lắm. Em cứ ăn đi, không phải phần anh đâu, nhá. Vâng,
Thế nhưng mà bố đi đâu rồi anh ạ? Chắc bố đi ngắm phố phường ấy mà. Em cứ ăn cơm đi. Vâng ạ. Mọi khi có không phải nhà ăn cơm trưa đâu nhỉ? Không có ai nhà. Chị Nhung ơi! Ơi! Ơ! Thảo à! Đi đâu qua đây đấy? Em sang nói chuyện với chị. Ông Hiếu nhà em trưa nay giờ trứng không về ăn cơm. Em cứ thấy lo chị ạ. Thật á? Tôi chết, thế này thì chết rồi. Thế có nghi ngờ hay là dạo này ông Hiếu ấy, ông có biểu hiện gì lạ không? Em không, không thấy gì. Thế thì có hai trường hợp. Một là ông ấy lăng nhăng. Hai là ông ấy lăng nhăng rồi. Ơ, là sao chị? À, nhầm. Một là ông ấy bận thật. Hai là lăng nhăng rồi. Em thì em nghiêng về phương án 1 hơn. Vì ông ấy mới lên chức cũng nhiều việc lắm, mà thư ký thì chưa giúp được gì. Đấy, phải cẩn thận đi nhá. Không, em tin anh Hiếu nhà em không như thế đâu. Ừ, rồi. Cứ ngồi đấy mà chủ quan. Xong đến lúc cái đầu này này, không còn chỗ để mọc sừng đâu nhá. Chị cứ nghĩ quá thế chứ. Chả thế thì không à. Em không nghe cái câu là khi bình yên, người ta thường quên đi những cái lời thề trong gió bão à? Em có. Ơ, sao tự nhiên lại trừ tiền nhỉ? Alo anh à, anh rút tiền đấy à? Có việc gì thế anh? Anh có tí việc, thế nhá. Ơ, đấy, thấy chưa? Thế cái sự việc nó nghiêm trọng như nào chưa? Mà sao anh ấy rút tiền không bảo em nhỉ? Thì rút tiền đem cho gái, ai lại nói cho vợ? Con này mình ngốc thật đấy. Không, em không tin là như thế. Chị không nói mày. Chị nói mày thì mày lại bảo là chị nói nhiều. Mà không nói thì lại bảo là không quan tâm, không hỏi han. Đấy, mày cứ về mày tự để ý chồng mày đi, không thừa đâu. Chắc là chị lo lắng thái quá chứ, anh Hiếu nhà em không thế đâu. Ừ thì cứ cho như là chị mày rảnh quá không có việc gì làm thì nghĩ hộ mày đi. Mà chị là chị cứ nhìn thấy cái gì nó trứng mắt là chị không chịu được. Yêu mà hồng cái sự xả dối như thế đấy. Vâng, cảm ơn chị đã lo lắng cho em. Mà thôi em đi về đây, em về xem bố chồng em về chưa. Chứ ông ấy về mà không thấy em, ông ấy lại cáu. Ừ thế thôi đi về đi. Có gì không biết không phải thì gọi chị chỉ cho. Mà nếu thích chị đi điều tra cho. Vâng, thế em về nhá. Ừ. Theo như mình nghĩ, chắc chắn là chồng con Thảo có bồ rồi. Với chưa không về ăn cơm với vợ, thì kiểu gì chả đi nhà nghỉ với tình nhân. Xong rồi em ấy ông ngào nghẹo, em thích túi sách, thế là rút tiền bay luôn 10 triệu chứ còn gì nữa. Quá đúng luôn, mình thề là chưa thấy đứa nào nó giỏi, nó phân tích giỏi như mình. Quá đúng luôn. Thế mà con bé nó cứ bên chồng, lạ thế nhở. Ngủ ơi là ngủ. Ôi tôi chết rồi, thế Trộm. Bố, con mà. Cái con này. Về không mở mồm ra chào hỏi tôi được câu. Rón ra rón rén. Lại muốn làm hại tôi à? Dạ, không, không phải như thế đâu ạ. Tại con thấy bố ngủ, nên là con sợ bố tỉnh giấc, con đi khẽ thôi ạ. Lý do. Thế bố ăn gì chưa ạ? Tôi ăn rồi. Cơm, đợi cô cho ăn khéo tôi chết đói. Con không dám ạ. Cơm con nấu sẵn ở trong kia. Con hỏi bố ăn cơm chưa để con hâm lại cho nóng ạ. Thôi,
chả dám phiền đến cô đâu. Mà cô làm gì cô làm đi, để tôi còn ngủ. Vâng ạ. Uống mấy cốc bia đáng buồn ngủ, cứ lại nhá lại nhải. Bố, con về rồi đấy ạ. Vợ ơi, anh về rồi đây. Bố vừa ngủ dậy sao đây bố? Bố vừa ngủ dậy hơi quá chén. Bố cứ ở đây chơi với vợ chồng con, con sẽ đưa bố đi chơi khắp tất cả cái địa danh á mà nổi tiếng ở cái thành phố này. Ơi, tôi về, không lại có người người ta khó chịu. Bố, có ai khó chịu đâu? 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 Làm gì có ai khó chịu? Đây. Lại mưa đến nơi kìa. Alo, em à. Gọi điện cho ai mà phải ra ngoài nghe máy nhỉ? Đây, anh đi vào đây. Xuống lên bảo. Em hỏi anh cái gì đấy? Em phải hỏi anh cho ra nhẽ. Em cứ nói đi. Mấy hôm nay anh không về ăn cơm là anh đưa bố đi uống bia đúng không? Sao em biết? Em đoán ra vì bình thường khi đi làm chưa về anh vẫn ở nhà ăn cơm với em. Từ khi bố lên buổi trưa bố cũng không ăn cơm ở nhà. Đến lúc bố về bố cũng không ăn cơm, bố đi ngủ luôn. Em đoán là anh đi làm kín ngày, đến đêm mới về, là buổi trưa tranh thủ đưa bố đi dạo phố, tiện hai bố con đi uống bia luôn. Em đoán là anh không nói với em vì sợ em không thích, em ngăn cản. Em... Còn nữa, sợ anh rút tiền trong tài khoản mà không nói em một tiếng. Anh nói, em cũng không trách anh mà. Em biết là anh rút tiền để anh biếu bố. Lúc em gọi, anh không nói luôn, là vì bố đang ở cạnh anh. Anh nói, sợ bố lại nghĩ là tiền của em, bố tự ái, bố sẽ không lấy. Bao nhiêu lâu bố mới lên chơi, anh phải biếu bố nhiều hơn chứ. Em nghĩ vậy thật à? Vâng, bố vất vả nuôi anh lớn lên. Giờ anh thành công rồi, anh phải báo hiếu bố chứ. Vợ anh tuyệt vời quá. Với cả dạo này anh hơi mờ ám ấy nhá, làm em suýt tưởng anh có bồ. Là sao cơ? Thì anh nghe điện thoại của cô gái nào đó, lại phải đi ra ngoài. Em đứng ở trong bếp ạ, lo lắng tò mò gần chết. Tưởng anh đến lúc nói chuyện với cô nào, hóa ra là anh đặt quà biếu bố. Em làm anh bất ngờ thật đấy. Anh tưởng bố có thành kiến với em thì em không thích bố, nhưng mà em làm anh bất ngờ quá. Em hiểu mà, bố già rồi, em sẽ cùng anh báo hiếu bố. Vợ anh tuyệt vời thật đấy. Bây giờ mình cùng đi ra ngoài kia, nói với bố tất cả những gì em vừa nói với anh, để cùng phá bỏ tất cả những rào cản giữa em và bố, được không? Đi.